Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Nguyên. Tiếp tục với series kiếm tiền online tại nhà với Ola thì hôm nay Nguyên sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chiến dịch đi sâu vào cái chiến dịch này được mang tên là tải app Mbanking và xác minh thành công. Khi mà các bạn tải app Mbanking xác minh thành công thì các bạn sẽ nhận được thưởng là 2,6 đô la và thời gian duyệt của nó sẽ là 5 ngày các bạn sẽ nhận được tiền. Đây là một cái chiến dịch làm mưa làm gió trên thị trường kiếm tiền online tại Việt Nam và có rất nhiều người kiếm được 20 triệu, thậm chí 50 triệu với chiến dịch này. Và cái chiến dịch này thì nó cũng chỉ còn một cái thời gian ngắn thôi nữa là kết thúc. Thì các bạn hãy nhanh chóng thực hiện chiến dịch này. Đầu tiên là để có thể kiếm tiền với cái chiến dịch này thì các bạn cần phải có một cái tài khoản của Ola City. Ola City là đối tác của ngân hàng MB Bank thì nó sẽ thông qua cái Ola City này để quảng bá đến khách hàng. Ở bên dưới video này thì mình có để cho các bạn một cái đường dẫn Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Ola City Thì các bạn hãy truy cập vào phần mô tả để đăng ký tài khoản Ola City nhé Sau khi các bạn đăng ký tài khoản xong rồi Thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào tài khoản Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên máy tính luôn nhé Các bạn sẽ nhập email và mật khẩu mà các bạn đã tạo ở tài khoản Ola City Sau đó các bạn vào phần đăng nhập Sau khi mà vào phần đăng nhập rồi thì các bạn nhìn trên cái giao diện này nó có phần kiếm tiền này, các bạn truy cập vào phần kiếm tiền giúp mình. Ở trong phần kiếm tiền. Các bạn có thể thực hiện ba cái nhiệm vụ này, đầu tiên các bạn có thể kiếm được tiền nhá. Nhưng ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải app MB để kiếm được 66.000. Các bạn click vào phần nhiệm vụ khác. Ở đây thì nó sẽ có hai cái hệ điều hành. Đây là dành cho hệ điều hành Android, còn nếu các bạn dùng iPhone thì các bạn sẽ cài trên hệ điều hành iOS. Ok thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào phần xem ngay này. Ở đây các bạn có thể tự thực hiện để có thể tự nhận được 66.000 và sau khi mà các bạn thực hiện xong, các bạn muốn kiếm được 66.000 tiếp các bạn có thể chia sẻ link này. Các bạn copy chia sẻ cho những người khác thì khi những người khác người ta cài đặt vào thì các bạn cũng sẽ nhận được 66.000 sau 5 ngày nếu như những người bạn chia sẻ cài đặt và xác minh thành công. Đây là cái chiến dịch để mở rộng cái app của ngân hàng quân đội MB thì nên nó rất là uy tín nhé các bạn không phải lo lắng về cái vấn đề như là mất thông tin hay là uh, app nó bị hack tài khoản hay cái gì đó, các bạn hoàn toàn yên tâm vì nó là ứng dụng của ngân hàng quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng các bạn truy cập vào cái đường dẫn có thể tự thực hiện hoặc là chia sẻ cho người khác thực hiện nhé nếu mà các bạn tự thực hiện ấy thì, thì các bạn vào các bạn ấn vào cài đặt này các bạn cài đặt vào đấy thì ở đây là mình đang thao tác ở trên máy tính, thế nên nó sẽ khác cái giao diện một chút. thì các bạn truy cập vào nó sẽ có từng bước từng bước để các bạn hướng dẫn này, các bạn đăng ký số điện thoại này, mật khẩu này và sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà các, 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 các bạn tải chứng minh thư lên và các bạn xác thực khuôn mặt của bạn. thì các bạn lưu ý nhé, phải xác thực được cái đầy đủ khuôn mặt thì mới được tính là một cái cài đặt thành công. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà xác thực tài khoản nhé. Sau khi mà các bạn tải thành công với cái ứng dụng này về thì các bạn sẽ vào giúp mình phần tạo tài khoản này các bạn cung cấp số điện thoại của các bạn vào đây sau đó ấn vào tiếp theo và một cái mã xác thực nó sẽ gửi về số điện thoại của bạn các bạn nhập mã xác thực này lại bây giờ đến phần xác minh thông tin thì các bạn sẽ gõ chứng minh thư và cái mục này gõ đầy đủ số chứng minh thư các bạn ấn vào phần tiếp theo và các bạn sẽ chụp cái chứng minh thư mặt trước và mặt sau của mình lên bây giờ là phần mặt trước thì các bạn nhớ căn chỉnh nhớ vuông để cái phần chứng minh thư nó sẽ vào vừa đúng cái khung này bây giờ đến phần mặt sau thì các bạn cũng chụp tương tự ở đây nó sẽ có một cái phần xác thực khuôn mặt của chủ hồ sơ ấy thì các bạn sẽ xoay các góc tròn nhé để xác thực xong thành công thì các bạn sẽ điền những cái thông tin cá nhân như là họ tên ngày sinh này giới tính này địa chỉ này và các bạn tạo cái tên đăng nhập email Sau đó các bạn ấn phần tiếp theo Và các bạn kiểm tra lại thông tin của bạn một lần nữa nhé Ấn phần tôi đồng ý này Sau đó thì các bạn ấn tiếp theo Và bây giờ có một cái tin nhắn gửi về cái mã cho điện thoại của các bạn Các bạn nhập cái mã này vào Ok như này là các bạn đã tạo tài khoản thành công rồi Thì mật khẩu sẽ gửi đến số tài khoản cho các bạn Sau 5 ngày khi mà bạn cài đặt thành công ấy thì số tiền nó sẽ chuyển về cái ví Ola City của các bạn Đây, ở trong cái phần uh, ví của tôi này thì các bạn sẽ theo dõi được luôn cái số tiền mà các bạn uh, khi mà các bạn cài đặt thành cài đặt thành công ấy nó sẽ chuyển về cái số dư trong cái tài khoản này để các bạn biết được là các bạn đã nhận được tiền hay chưa OK thì trong video này thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách để mà có thể kiếm được tiền trên uh, ứng dụng MB Bank thông qua cái dự án Ola City thì các bạn chia sẻ đến nhiều người những cái app này để uh, những người khác người ta cài thì mỗi người mà các bạn chia sẻ cài đặt thành công thì các bạn cũng sẽ được 66.000 tiền Việt Nam đồng Đấy nó cũng là một cái dự án rất là nhiều, ví dụ như một ngày mà các bạn chia sẻ được đến 5 người, đúng không? 5 người hay là 10 người thì các bạn có thể dễ dàng kiếm được uh, 600.000, hơn 600.000 một ngày Và các bạn chia sẻ càng nhiều hơn thì nó sẽ uh, kiếm được nhiều hơn mà mỗi cái dự án khi mà ra thì nó sẽ có một cái thời gian nhất định khi mà người ta đã đủ một cái lượng người dùng người ta sẽ kết thúc dự án. Vì thế nên các bạn hãy tranh thủ cái thời gian mà bên MB đang mới triển khai. Ấy. Các bạn hãy thực hiện cái nhiệm vụ đi bởi vì mình biết được rằng trong cái cộng đồng kiếm tiền online có những người một ngày người ta có thể kiếm được 5 đến 10 triệu với cái, cái việc mà giới thiệu cái app MB này. Các bạn nhé. Ok, cảm ơn bạn và chúc các bạn sẽ có thêm được một cái nguồn thu nhập mới từ cái việc kiếm tiền online trên app Bank. Hãy đăng ký kênh để theo dõi thêm thật nhiều video về kiếm tiền online của mình nhé. Cảm ơn các bạn.